Đây là buổi chiều chủ nhật ngày hôm nay nha. Lại có lobster và cua, con cua Canada nha. Đó, cua này cực kỳ bự, wow, bự hơn hai bàn tay mình nha. Và đây là lobster, được, wow, được 4 con lobster, một con cua cực kỳ là bự. Và kèm này hôm nay là ăn có gỏi cuốn nha. Đó, đây rau nè. Bây giờ David đang sắc thịt ngày hôm nay. Đây, thịt này là đỡ cuốn bánh tráng phải không? Dạ đúng rồi. Đó, mới luộc ra nha. Ủa, luộc ra xong rồi bỏ vô nước lạnh vậy hả? Để cho nó giòn. Giòn hoặc là đỡ mình cầm đỡ bị nóng anh. Ồ, đây là bí quyết nha. Khi luộc thịt heo ra rồi bỏ nước lạnh đá. Bỏ vô nước lạnh đá hả? Để cho nó giòn nó da đó. Oh. Còn thích ăn gan còn tuổi đó, đó là chuyên nghiệp phán nha, còn mình thì chỉ biết ăn thôi. Ủa, cái da này bỏ không ăn hả? Bỏ. Ủa, cái da này không ăn nha. Nếu mà ở Việt Nam á mình ăn được. Bên Mỹ đừng nên ăn da nhiều, nó bị bệnh. Da ngon nữa, ngon ăn nhưng mà ăn nhiều không tốt. Và đây có thêm ghẹ nữa nha, ghẹ hấp tiếp tục đó. Wow, ghẹ hấp ghẻ mà vô hấp hết tội nghiệp quá. Bây giờ mấy anh em chuẩn bị ăn tối rồi, ngày hôm nay sẽ có quà đỡ gói nha, đỡ từng tới Noel, đỡ khui quà rồi cho vui nha. Đó, coi Noel hồi tối đây thì mình cũng đã set up lên rồi đó, thấy đẹp chưa mọi người? Wow. Và đóng xem khuyết sinh mệnh khui quà như thế nào luôn. Đúng rồi mọi người nhớ đón xem nha, theo đăng ký kênh của mình, và mình sẽ làm cái video Christmas chơi game luôn anh. Vui lắm, cho mấy đứa nhỏ vui nè, đa số là mình chơi mấy đứa nhỏ và người lớn ăn ké theo ham vui. David gọi là chip khúc rồi, cắt giống như chuyên nghiệp chứ đâu phải là nó. Cắt có bao giờ đứt tay vậy? Có chứ. Có rồi mà. Vào đây, mọi người ở bên Mỹ nè, có trái lựu nha. Trái lựu này là ở bên chợ Asian đó, có bán. Lựu này nó nhập từ đâu ta? Mexico. Mexico không? Đúng rồi, Mexico. Hay là Cali. Đó, Mexico nhiều hơn. Cái trái thiệt bự luôn nha, nhìn nó bóng luôn nè, không có giống như nó không có bị hư gì hết nha, bóng cái da nó trồng hay. À, rồi băm băm rớt luôn, lần rớt luôn. Cái đó mới hay, nó nổ là chết luôn. Ủa, trái lựu đạn mà thường thường lựu đạn là nó rớt là nó nổ, mà cái này nó không nổ mà. Cái này khó giải thích. Đó, ngày hôm nay có trà sữa đồ trong này, mua nó quá trời luôn này, có trà sữa nha. Đó, đây một mớ trà sữa này, trà sữa đó. Và mình cho mọi người xem nha, đây có nem này. Ui giời ơi, nem thấy đã chưa? Wow, nem này hôm bữa mình nói dốc mình vợ mình làm chứ vợ mình không biết làm nem nha. Cái này mình có người khách ở bên Cali sao đó, cái này mình bà xã mình order bên Cali, họ gửi qua. Nem này ngon lắm, nếu ai thích em ăn nem này thì mình sẽ cho địa chỉ để order nha, chứ còn Ricky không làm được. Đây là tủ lạnh của mình nha, nói chung là cũng đồ linh tinh hết nè, đầy tủ lạnh luôn. Đó, thường thường là bên Mỹ này mọi người biết sao không, khi mà đi chợ một lần thì mình có thể ăn được 2-3 ngày bỏ tủ lạnh ha, chứ không phải mình đi chợ hàng ngày giống như bên Việt Nam, tại vì mọi thứ nó gần, ra ăn bao nhiêu thì đem về ăn toàn là đồ tươi. Còn ở bên Mỹ này tất cả là ăn tới 3-4 ngày thì muốn đi chợ một lần nha. Khui
Yeah. Đó. Dễ, dễ hấp, mới ra lò luôn. Wow, con u nè, u nần luôn nha. Bởi vậy mấy anh mà sao không thích ăn ghẹ được. Hấp. Ghẹ này là hấp luôn, có gạch. Ngon chưa? Wow, con bự chứ. Wow. Con kia bự chứ. Ừ. Ủa, mà cắt từ cân nó nguội á. Nhâm. Hôm nay ăn hết cái này. Hôm nay mình ăn xong rồi mình hát karaoke cho mọi người nghe nha. Nhớ đón xem. Hôm nay mình ăn xong rồi mình hát cho nhau nghe. Nó là giọng thiệt cũng đàng hoàng luôn nha. Đây có Ricky Tống hát nè, diễn viên Ricky Tống. Đạo diễn luôn. Đạo diễn và có David Hồ nữa. Rồi có Chris Hồ nữa. Nico Lily đâu nữa. Ủa, máy đây giọng toàn là ca sĩ tương lai. Wow, mọi thứ bây giờ sẵn sàng lên bàn, chuẩn bị lấy tư thế mà ăn thôi. Đã chưa? Okay, Ricky mời mọi người ăn tối nha, ngày hôm nay nha. Chiều nay cũng là chiều chủ nhật. Tối chủ nhật rồi. Hôm nay có gỏi cuốn, gỏi cua hấp, rồi lobster hấp, rồi mọi thứ. Rồi. Wow, đã chưa? Quá đã luôn nha. Tự nhiên đau vậy. Cho em cuối nhiều. Đây là cái đầu con lobster nha. Không có nhớ sữa cái tướng. Ngon. Em này có nước nước chấm muối ớt chanh. Ớt. Hy vọng như tay ông Nguyệt. Úi giời ơi. Giờ ăn nha mọi người. Bây giờ anh nhớ. Đó. Nhớ là anh lại bẻ lại. Đây là cái đuôi nha. Bây giờ ý kìa mời mọi người ăn cùng chung với mình. Ngon. Thịt dai vậy sao? Wow. Ừ, cho người xem con cua này. Nó bự hơn cái mặt của Ricky luôn mà. Không, nó bự luôn, nó chà má luôn. Giờ đâu có thấy mặt anh đâu. Đó. Wow. Đồ ăn đấy, cắt ra. Cái đầu con lobster ăn thì nó có cái béo. Wow. Thôi bây giờ mình mở con cua này ra thế nha. Cua này sao nó bự, cua này biết nói luôn nha mọi người. Cua này mà nó đầu thai là nó biết nói đó. Bự quá. Ủa, con càng đó. Bây giờ mình mở ra nha. Bự quá. Wow. Mình mở con cua ra, mình thích cái gì nhất? Hấp cái nước của con cua này mọi người. Đây này. Wow, ngọt quá. Ở trong này nó có cái gì ta? Trứng, gạch đó. Gạch đồ trong này nè. Wow, cái vỏ nó bự nè. Ngon. Người ăn bớt này chưa? Quốc em. Wow. Ủa đợt này là nó sống hay là nó bị ấy nó gọi gì? Được đó, mình đi cắt sớm.
phụ. Ồ, cái kênh của Ricky thì hay làm quay về đồ ăn gia đình và công việc nhà cửa nha. Có nhiều bạn thì hỏi mỗi lần mình hỏi mình đăng ký kênh Ricky của Ricky ủng hộ. Hỏi ủa Ricky làm về chuyên về cái gì? Ricky nói là làm mọi thứ hết, cái gì cũng làm hết, cái gì cũng quay hết. Thì cái kênh của Ricky của anh không đỡ chán. Nếu mà anh không thì nó cũng có fan tham mộ hỏi chứ đàng hoàng cái bộ. Dạo này fan nhiều lắm. Anti fan nhiều lắm. Làm YouTube nó cũng vui nha mọi người. Nhiều khi mình quay thấy chả có cái gì hết, tự nhiên người ta nhảy vô chửi bới rồi. Thôi cỡ đi. Họ chửi là họ thương mình đó. Còn mà người ta không lên tiếng là biết cái kênh của mình như thế nào rồi. Phan David. Đúng anh. Phải chấp nhận rồi. Nhưng mà mình bị chửi là người ta chắc là để kênh mình làm cái gì. Bây giờ cộng đồng mạng thì họ muốn nói gì họ nói thôi chứ đâu mình đâu có cản được đâu mọi người, phải không? Mình đâu có cản được. Đó là tiếng nói tự do mà. Ngon quá. Ăn cua ghẹ này nó no mất rồi, đâu còn cuốn nữa được. Ăn cua ghẹ xong rồi nha mọi người. Bây giờ tiếp tục gọi cuốn. Hôm nay mình cuốn cái này hơi nhỏ nha. Cứng chứ nó không có eo uột giống như hôm bữa nha. Bây giờ mình ăn chắc khoảng 2 cuốn hoặc là 3 cuốn. Sắp no rồi. Wow. Ngon. Sau khi mình ăn gỏi cuốn này xong rồi, chút nữa bắt đầu tiếp tục chương trình hát cho nhau nghe nha. Ngon. Mà ăn ngày nào ăn cũng ăn như vậy là chắc mập á. Tiếp tục. Thiệt luôn á, không ngoài giận đâu. Đây có hai nước chấm nha, rồi nước mắm ngọt ngọt và nước mắm nêm nữa. Nhưng mà tối rồi mình không có nên ăn mắm nêm nha. Tối ngủ bên cạnh vợ nó nghe cái mùi khó chịu. Cho nên ăn mắm thôi. Ăn đi quá đã. Đi đó đi vô thử cái quần.